Hello. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn khán giả thân mến. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Nhân định trực tiếp U22 Việt Nam với U22 Malaysia 18 giờ 35 phút ngày mùng 10 tháng 9. Chúng ta cần một chiến thắng để rời giải. Sau những thất bại liên tiếp trước Trung Quốc và Uzbekistan tại giải đấu giao hữu CFA Temcina 2024, cả đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Malaysia đều có cơ hội để giành chiến thắng trước đối thủ. Các bạn khán giả hãy cùng Long Thể Thao chúng ta cùng đi phân tích nhận định trận đấu này nhé. Nếu như các bạn nghĩ rằng U22 Việt Nam của chúng ta chiến thắng thì đừng ngần ngại hãy bấm một nút like cũng như một đăng ký kênh nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Dù chúng ta đã chơi đầy nỗ lực song với việc còn bộc lộ rất nhiều hạn chế thì đội tuyển U22 Việt Nam đã phải đón nhận hai thất bại liên tiếp trước khi chạm trán đối thủ Trung Quốc và Uzbekistan tại giải CFA Tam China đang diễn ra tại Trung Quốc. Và đây cũng là một kết quả mà người hấp mộ cũng đã dự đoán được trước khi mà lực lượng của chúng ta vẫn bị đánh giá thấp hơn so với hai đối thủ đến từ nền bóng đá có thứ hạng cao hơn Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA. Và ở trận ra quân thì U22 Việt Nam đã để thua 1-2 đầy tiếc nuối trước chủ nhà Trung Quốc. Sau đó họ lại tiếp tục để cho U22 Uzbekistan vượt qua với tỷ số 2-0 ở trận đấu vào ngày mùng 7 tháng 9 vừa qua. Và với sự thất bại liên tiếp này thì cũng đã chỉ ra rất nhiều mặt hạn chế của đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên nội là ông Đinh Hồng Vinh, đặc biệt là châu khâu tận dụng cơ hội và ghi bàn của các chân sút khi chúng ta có cơ hội. Ngoài ra còn phải kể đến một nguyên nhân đó là chơi không tốt trên đất Trung Quốc, đó chính là việc ban huấn luyện U22 Việt Nam đã cố gắng làm mới đội hình để thử nghiệm nhân sự nhằm giúp cho đội U22 Việt Nam có lực lượng mạnh nhất hướng tới các giải đấu chính thức trong năm 2025. Và chia sẻ về việc này thì huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cũng đã nói rằng các cầu thủ U22 Việt Nam của ông đa phần đang được ít thi đấu giải trong nước và quốc tế. Nên việc tạo điều kiện cho tất cả các cầu thủ vào sân đều cần thiết nhằm xây dựng lực lượng giàu kinh nghiệm, chậm mạc cho đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta. Tất nhiên thì với việc đưa ra nhiều thử nghiệm về nhân sự có thể sẽ khiến cho đội tuyển không đạt được kết quả tốt. Tuy vậy thì tuy vậy thì huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cũng phải hy sinh thành tích bởi mục tiêu chính của U22 khi tham dự giải hữu lần này là chỉ là đào tạo cho đội đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia những cầu thủ giỏi. Và sau những gì đã trải qua thì điều đó hứa hẹn cũng sẽ giúp cho đội tuyển U22 Việt Nam rút ra những bài học giá trị để hướng tới trận đấu cuối cùng tại giải CFA Temchina 2024 với một màn trình diễn có thể gọi là tốt nhất. Và đối thủ quen thuộc O-22 Malaysia, một đối thủ đã nằm trong cùng khu vực và được đánh giá là ngang ngửa về trình độ. Và đây được xem là một cơ hội tốt để đoàn quân của ông Đinh Hồng Vinh tự tin hướng tới một chiến thắng. Chúng ta còn nhớ rằng là tại SEA Games 32 đang diễn ra tại Campuchia, Cách đây một năm thì đội U22 Việt Nam từng vượt qua đội bóng Malaysia với tỷ số 2-1 nhờ cú củ đúp của tiền đạo Văn Tình, Văn Tùng. Và ở cấp độ đội U23 thì chúng ta cũng có được một thành tích thi đấu vô cùng ấn tượng trước người Malaysia với chuối 6 trận bất bại trước đối thủ này, trong đó chúng ta đã giành tới 5 chiến thắng. Và trong lần đối đầu gần nhất tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào hồi đầu năm thì thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng không gặp quá nhiều khó khăn để vượt qua bầy hổ con với chiến thắng 2-1 nhờ các pha làm bàn của Khuất Văn Khang và Hoàng Minh Khoa. Với sự áp đảo trên phương diện đối đầu trực tiếp rõ ràng thì U22 Việt Nam của chúng ta đủ khả năng để giành chiến thắng được trận tới. Xong thì các cầu thủ cũng không được phép có những suy nghĩ chủ quan bởi bóng đá trẻ thì rất có rất phong độ của các đội bóng thường rất ổn định. Vì thế nếu mất cảnh giác thì U22 Việt Nam có nguy cơ phải nhận một kết quả không như những gì chúng ta mong đợi. Và về phía của đội tuyển U22 Malaysia thì cũng giống như thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh, đội bóng này cũng không có được một kết quả tốt nhất ở giải Tem China khi đã để thua 2-0 trước U22 Uzbekistan trong ngày ra quân. Và nhận thêm một trận thua không một trước uh, Trung Quốc hôm mùng 7 tháng 9 vừa qua. Tuy nhiên, với những tỷ số thi đấu không thực sự cách biệt, điều này cho thấy thì U22 Malaysia không hề kém cạnh Việt Nam và vì thế thì đoàn quân áo đỏ phải hết sức đề phòng nếu không muốn nhận một kết quả kém vui ở trận tới và long thể thao cũng đưa ra dự đoán trận này thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ có chiến thắng 2-1 trước đội tuyển U22 Malaysia còn bạn nghĩ sao về trận đấu này rất mong các bạn hãy đưa ra những quan điểm bình luận của mình dưới phần video này nhé long thể thao xin chào tất cả các bạn